Phương pháp nào làm đầy hốc mắt sau chấn thương? Bạn đọc đặt câu hỏi. Bác sĩ cho em hỏi sau khi bị chấn thương hốc mắt bị thụt sâu phải làm sao cho đầy hốc mắt như ban đầu. Bạn thân mến, về câu hỏi của bạn được bác sĩ chuyên khoa 1 Cao Thị Lan Hương tư vấn như sau. Chào bạn, hiện nay có những phương pháp làm đầy hốc mắt thông dụng như tiêm filler, tiêm collagen, tiêm mỡ tự thân để giúp làm đầy cho những trường hợp mắt trũng do thoái hóa mỡ vùng phía trước của nhãn cầu. Chứ chúng ta chưa có kỹ thuật nào làm đầy phần sau nhãn cầu, làm đầy từ bên trong hốc mắt để đẩy mắt ra trước. Nguyên nhân mắt bị thụt sâu sau chấn thương hốc mắt thì lại liên quan đến nhiều phần xương ổ mắt và đẩy lùi nhãn cầu vào sâu bên trong ổ mắt. Kỹ thuật làm đầy sẽ phức tạp hơn rất nhiều, cần sự phối hợp giữa chuyên ngành hàm mặt, mắt và thẩm mỹ. Do đó bạn nên khám tại bệnh viện mắt để đánh giá chính xác tổn thương của mắt, nhu cầu thẩm mỹ của cá nhân bạn, từ đó bác sĩ mới tư vấn hướng điều trị thích hợp được bạn nhé. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Mình chúc bạn sẽ có thật nhiều sức khỏe. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.